Vào lúc 17 giờ 30 phút và chiều mùng 5 tháng 7 theo giờ địa phương, một chiếc xe buýt chở 80 người đang lưu thông trên đường phố thuộc thành phố Hàng Châu của tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc bỗng đột ngột bốc cháy. Theo thông báo của cảnh sát, vụ cháy đã làm 32 hành khách trên xe bị thương, các nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu, hiện chưa có trường hợp nào tử vong. Ngọn lửa bùng phát vào lúc 17 giờ cùng ngày khi chiếc xe đang lưu hành trên đường Quynh Chun. Tuy nhiên, phải tới 17 giờ 50 phút thì ngọn lửa mới được khống chế. Nguyên nhân của vụ cháy đang được cảnh sát điều tra.